Chào các bạn, thì hôm nay S sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái củ sạc, kim sạc dự phòng của thương hiệu Bezos á. Thì cái này nó là 10.000 mAh nếu là chức năng sạc dự phòng ha. Còn nếu củ sạc á, thì nó lên được sạc là 45W và nó có chia điện thông minh, áp dụng công nghệ chia điện thông minh BBS, B bò, B phở và chữ S, nhưng mà khác với công nghệ sạc nhanh BBS hay chữ B phở ha. Thì áp dụng công nghệ chia điện thông minh BBS 2.0. Thì sản phẩm này nó rất tiện, mình rất thích ở chỗ là những cái củ kim pin sạc dự phòng, ở chỗ là chúng ta mang theo nó để chúng ta thể sạc bất cứ chỗ nào có điện. Khác với cục sạc dự phòng thì chúng ta muốn sạc sạc dự phòng á thì chúng ta cần cái củ ha. Còn này nó củ kim pin, cho nên khi mà chúng ta đến đi quán cà phê, nhà chờ xe hay là sân bay gì đó thì chúng ta cứ lấy củ này ra, chúng ta vừa sạc cắm vô điện, vừa sạc cho nó, vừa sạc cho thêm hai thiết bị nữa ha. Đây là phiên bản hai cổng C như các bạn ha. Mấy cái chỗ khác và riêng cái sản phẩm này nó cũng có phiên bản khác là 1C 1A. Còn đây mình giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản là 2C ha. Và nó có thêm phiên bản nữa là cái phích cắm tròn cố định ha. Còn đây là phích gập dẹt. Ok, nó áp dụng công nghệ GaN, cho nên công nghệ chế tạo á, cho nên nó cũng khá là nhỏ gọn. Vừa củ kim pin nhưng mà nó rất là nhỏ gọn bạn ha. Mình quay sơ sơ bạn xem thông số ha. Nó ký hiệu là mã hàng đó là BBNLD. Còn mấy chữ phía sau chủ yếu là phân biệt là cái phích cắm và cái cổng thôi, tại vì những cái mã khác đó, nó sẽ khác ở khúc đuôi thôi, còn chữ BBNLD nó sẽ không khác. Nó khác ở chỗ là 1C 1A hoặc là 2C hoặc là phích gập hoặc là phích dẹp, nó nói vậy đó. Một phích gập hay là phích cố định. Nó sạc ở chức năng sạc thì nó tối đa được 45W 20V 2.25A. Ok, 10.000 mAh nè. 3.85V 38.5 Wh. Ok, thì này là có lẽ là dung lượng thật các bạn. Dung lượng thật nó là 5.800. Chúng ta lấy 5.800 chúng ta chia cho dung lượng thiết bị chúng ta để chúng ta ra số lần sạc ha. Như các bạn biết thì dung lượng pin không bao giờ đúng với dung lượng công bố do nó bị hao mòn trong quá trình phát sinh nhiệt ha. Đây sản phẩm thực tế, chúng ta sẽ có một cái hộp như vậy ha. Đó, nó cắm vô. Giờ tối mình nói một chuyện hơn hết ra hơi mong các bạn thông cảm ha. Nó có một cái củ, một cái cáp C2C tặng kèm ha. Cáp C2C mình sẽ không lấy ra, tại vì khi review xong mình sẽ bán lại với cái hình thức là user, nhưng mà bảo đảm nó sẽ mới như là các bạn thấy đây. Mình test xong mình sẽ gói lại như vậy. Giờ chúng ta sẽ có cái túi nữa ha, rất là xinh xắn. Ngoài ra thì nó có một đống cái manual phía dưới trong đây các bạn, manual rồi cái mấy cái tiết cơ khá dễ thương. Ok, giờ mình chia sẻ các bạn, cho nên mình sẽ nói mà không cần cái manual, vì mình cũng test sơ qua trước khi mà mình có thể review cho các bạn một cách đầy đủ nhất. Vì củ kim pin cho nên nó sẽ hơi lâu, mong các bạn dành thời gian để mà chúng ta xem được hết cái clip này ha. Cái này nó tặng kèm sẵn rồi, cho nên mình xin cất qua bên cho nó trống thôi ha. Ok, thì chúng ta sẽ xem cái đó như thế nào ha. Đó, ở đây là nó có miếng nhựa các bạn ha, đây có miếng nhựa nó che nè. Mình sẽ không tháo miếng nhựa này ra, tại mình test xong mình sẽ gói lại để mình bán lại thôi, tại mình đã test rồi thì mình sẽ không có bán mới. 2C và cái này cũ này nó áp dụng công nghệ sạc nhanh Power Delivery 3.0, cho nên nó hoàn toàn tương thích với quyết chạc nè, rồi FCP của Huawei nè, AFC của Samsung nè. Đó, cái này có thể cổng C này nó áp dụng công nghệ sạc nhanh mà những cái Samsung đời mới bây giờ dùng, đó là BBS các bạn, B phở S á. Nó ở cổng C nó sẽ áp dụng công nghệ sạc nhanh đó, cho nên chúng ta thể dùng cái cáp 5A để chúng ta sạc 25 hoặc 45W cho ông nội Note 10, S10 cộng, hoặc là những cái dòng mới như là S20 trở lên đó, 20, 20 Ultra, S20 Plus.
Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra. Đây thông số kỹ thuật của nó nè. Ok, thì cái này nó hay ở chỗ á, bạn mình nhấn vô cái cho nó thấy điện ha. Thì nó là điện xanh, nhưng mà khi mà nó sạc, nó được sạc nhanh hoặc là nó sạc nhanh cho thiết bị á, thì nó sẽ có một đèn LED màu cam nó sáng để chứng tỏ là nó đang sạc nhanh ha. Còn nếu sạc thường nó sẽ là đèn màu xanh. Ok, thì mình sẽ đi nhanh vào luôn ha. BFS là cái công nghệ chia dòng thông minh như vậy. Tại mình dân miền Tây mình đọc nó cũng không chuẩn về cái phân biệt giữa chữ bê bò và bê phở lắm. Ok, mong bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ test trước ở chức năng củ sạc á, thì khi mà chúng ta sử dụng một cổng, bất kỳ cổng nào bạn ha, một cổng nha, thì nó sẽ cho công suất tối đa 45W. Đang là mình nói chức năng là củ sạc nha bạn ha, góc sạc á. Còn khi chúng ta sử dụng hai cổng cùng một lúc thì cổng nào cũng được, thì một cổng nó cho là 30, còn cổng này nó cho 15, hoặc ngược lại ha, hoặc cổng này 30, cổng này 15, tùy vào cái thiết bị nào cắm vào nó trước thì cái cổng đó sẽ là 30, còn cổng còn lại sẽ là 15. Thì đó là cái cách chia điện của nó ha. Mình nói lại ha, nếu một cổng bất kỳ thì 45, còn nếu hai cổng thì một cổng 30, một cổng 15, không phân biệt ha, tùy vào chúng ta cắm vào thiết bị nào trước thôi. Đó là chức năng củ sạc ha. Giờ mình sẽ test chức năng củ sạc trước. Đó, mình cắm vào đây ha, mình cắm vào đây, chờ cái ổ điện của mình nó bị cái hình 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 elip này, nó bị chênh. Đó, thì mình sẽ nhấn cho nó lên điện cái đã. Đó, nghĩa là đây giờ chúng ta đang giả sử chúng ta uống cà phê, chúng ta cắm vậy á, là nó đang sạc bằng nguồn AC thì nó sẽ là sạc thường, cho nên nó sẽ là đèn màu xanh không các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ test trước ở chế độ một cổng. Thì mình sẽ dùng cục sạc dự phòng Rapid Power mà có cổng input cần 45W ha. Đó là cái mã hàng BP058 RBBB058 của Rapid Power các bạn ha. Ok, thì cái này nó cần tới 45W, thì chúng ta test bằng cái củ này là quá đẹp luôn ha. À, vừa đủ công suất luôn, không có quá cũng không có thừa, không không thừa không thiếu. Giờ mình cắm trước cổng trên bạn nha, mình cắm trước cổng trên đó, mình cắm trước cổng trên về cho bạn thấy là mình đang test đó nha. Ok đó, thì chúng ta sẽ input cho thằng Rack Power để qua thông qua cổng C ha. Quá đây nè các bạn, thì maximum nó sẽ là 45W, do cái cục này nó cũng khá đầy pin cho nên chắc nó không không nhận lên được 45W, do nó khá đầy ha. Ok, mình bạn đợi mình xíu, mình lấy cái cục A1290 ha, cái A1290 cho nó 60W, cho nó phê một xíu ha. Đây, mình sẽ lấy A1290 để chúng ta test 60W cho nó ha. Anker A1290 các bạn ha. Này hơi lâu nên bạn mà không cảm nha các bạn nào đó. Lên nè. 46.9 luôn ha, gần 47. Thì đó là công suất tối đa của nó rồi ha. Công suất công bố là 45 nhưng mà nó sạc lên được 47. Thì các bạn để ý nè, khi mà sạc nhanh đó, bạn thấy đèn màu cam sáng lên không? Đó, một đèn màu cam nè, đó. Nãy mình nếu mà mình rút cục dây ra nó sẽ lại là đèn đèn màu xanh lại, bạn xem nhé. Đây mình 47 quá là maximum rồi đó ha. Mình sẽ rút ra nè, nó sẽ hiện là đèn màu xanh. Đó. Rút dây ra, tại nãy đang sạc. Đó. Nó sẽ hiện lại màu xanh để cho bạn biết là đang sạc thường. Ok, thì đó là chúng ta đang test công suất maximum nha. À, quên nữa, để mình đổi cổng luôn bạn xem ha. Mình ra giờ mình sạc cổng dưới nha, mình sạc cổng dưới. Ai có đủ thời gian kiên nhẫn thì xem hết clip này ha, cảm ơn các bạn. Còn những bạn mà rành này thì nhìn thông số, giống như mình nhìn thông số là biết được nó sử dụng ra sao luôn, chứ không cần phải test ha. Đó, thì mình đang sạc cổng dưới cho bạn, hồi nãy mình sạc trên thì mình sạc cổng dưới đó, để đèn màu xanh đã sáng, ở đây màu cam đã sáng ha.
cũng là 47W luôn ha. Ok, đó là chúng ta đã test hai cổng bất kỳ ha. Ok đó, giờ mình rút ra đó, đèn lại đi ha. Rút ra mình sẽ test lại cái cũ hai cổng cùng lúc đó, mình test chức năng cũ sạc trước các bạn ha, để các bạn không có rành đó thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được là công nghệ chia dòng thông minh đó. Thì để sạc hai cổng đó, thì mình sẽ cắm vào cổng trụng trên và mình sẽ xin phép mình cắm vào cái MacBook của mình nha. Cắm MacBook của mình đó, mình cắm MacBook của mình còn một cái nó còn 15W ha. Còn 15W thì mình, cái thằng này là tuyệt vời luôn ha, Samsung A51 sạc nhanh chỉ cần 15W thì mình sẽ lấy Samsung A51 để mình sạc cho nó ha, để xem nó đủ sạc nhanh hai cái không ha. Nhìn vậy mình biết khi mình cắm hai cổng rồi mà mình, mấy bạn thấy nó còn màu cam một đèn led thì các bạn biết là nó đang sạc nhanh, an tâm là nó sẽ sạc đủ 15W cho thằng Samsung sạc nhanh luôn ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay xa ra nha các bạn, mình lấy cái cục pin này ra cho nó trống xíu đi ha, lấy cái iPhone ra luôn cho trống miếng ha, để cho nó, bạn thấy nó thực tế nhất ha. Đây mình đang sạc hai cổng ha, hai cổng cho hai cái thiết bị. Giờ chúng ta sẽ xem công suất 11W. Để nhấn cho nó quay đầu lại cái đó. 24W. 11. 24 đó. Thì khi sạc hai thiết bị á thì theo công suất maximum á thì nó một cổng 30, một cổng 15 ha, một cổng 30, cổng 15. Đó thì để xem, để mình test luôn cái thằng XXmart hay còn nó lên được nhiều ha. Nếu mà sạc hai cổng thì nó chỉ 15W chứ nó không sạc nhanh cho XXmart đâu. Tại XXmart nếu sạc nhanh thì cần tới 18W. Mình test thử luôn ha, để thử cho XXmart luôn. Dùng Citroenin. Như bạn xài dùng á, bạn thì các bạn thấy là chúng ta sẽ sạc nhanh cả hai thiết bị. Nếu mà dùng Samsung á thì quyết chạc thì nó chỉ cần 15W thì chúng ta sạc nhanh được cho Samsung với thêm một cái MacBook Air hoặc MacBook 12 inch khác Retina như mình đang xài ha. Mới nó kêu hai lần chứ không kêu hai lần đâu. Ồ, kêu hai lần luôn, vẫn sạc nhanh bạn ha. Vẫn sạc nhanh, để mình sẽ xem ở đây, bạn xem cùng xem với mình ha, để mình để cố định đi. Để cố định ở đây xem trước cái công suất này đi. Vẫn là 25W bạn ha, vẫn 25W. Mình sẽ cầm này lại cho bạn xem nha. Rồi nó nổ điện nha. Các bạn thông cảm ha. Rút ra cắm lại. Tại cái ổ cắm mình nó không có chuẩn, nó không có dính sát á. Đó, nó kêu hai lần. Nó vẫn sạc nhanh cho iPhone, nó vẫn kiểu hai lần nhưng mà nó lên được 8 rồi, lanh quanh lẩn quẩn ở trong đó thôi. Tại nếu theo công suất công bố á, thì nó chỉ sạc 15W, mình lên được 12 bạn ha, 12, 13 luôn, 14, 15 đó, lên được 15 maximum 15W. iPhone cũng nhận sạc nhanh này hả ta, hay gì nào bây giờ mình chưa biết, mình tưởng là 18W không chứ. Hay là cái cũ này nó tốt hơn. Ok, nên mình đã tới coi 15 ha, giờ mình coi lại cái thằng MacBook của mình ha. Vẫn 25 các bạn ha. Ok, giờ nếu thiết bị này chúng ta vừa sạc một cái MacBook, vừa sạc một cái iPhone 8 trở lên, nó vẫn sạc nhanh được hai thiết bị các bạn ha. Ok, quá tuyệt. Để mình coi lại đây. Vẫn lên luôn bạn ơi, lên được 15W luôn. Vẫn là 15W nha. Mình chỉnh cho bạn thấy rõ. Tám chấm chín mười hai volt ha, 1.79A
số vol là 16 luôn, lên 16 luôn mà. Hơi xa mà không thấy. 16 vol luôn ha. Ok, đó là chúng ta đã đang test hai thiết bị cùng lúc. Rất là tuyệt vời ha. Một sản phẩm mình thấy là khá là ổn, khá là ổn đó. Ok, thôi giờ mình sẽ rút ra. Mình rút ra mình test qua chức năng khác ha. Nghĩa là nó khi mà sạc ở chế độ chức năng cũ sạc thì nó vẫn sạc nhanh cho hai thiết bị mà có công suất là 30 hoặc 15 ha, là hai thiết bị đã đổi lại thì nó vẫn sạc nhanh được. Bây giờ mình sẽ test chức năng cũ sạc ha. Pin sạc dự phòng chứ ha. Khi pin sạc dự phòng thì chúng ta sẽ vẫn sạc được ở chi điện thông minh. Thứ nhất khi pin sạc dự phòng thì nó công suất tối đa một cổng là 30W. Khi chúng ta sử dụng chức năng pin sạc dự phòng thì tối đa một cổng là 30W. Thì mình sẽ cất qua một bên cho gọn gọn, quá trời nhiều dây à. Thì nếu 30W thì chúng ta sẽ sạc cho MacBook ha, chúng ta sẽ sạc cho MacBook. Mình để đây để cho nó thấy đèn á. Mình sẽ sạc cho MacBook. MacBook mình là 29W thì mình sẽ sạc coi nó. Mình sẽ sạc cổng trên trước nha các bạn ha, mình sẽ sạc cổng trên trước nha, cổng này nè, xem được 30W hay không ha. Màu đèn màu cam sáng bạn ha. Ok, được 26W. Do thì cái MacBook mình cũng đầy pin á, cho nên nó không có nhận được tối đa ha. Ok, thì bây giờ nếu chúng ta sạc hai cổng thì sao? Nếu mà sạc hai cổng á, mình lỡ làm mình làm luôn cổng dưới luôn đi, mình sạc cổng dưới nó lên được giống như 26W như nãy không ha. Ok, chúng ta làm lại nữa để chúng ta biết là nó chi điện thông minh thôi ha. Bất kỳ cổng nào nó cũng cho ra công suất 30W khi mà chúng ta dùng chức năng pin sạc dự phòng. Đó. Ok, đó, 26W luôn. Đó thì cổng còn lại khi chúng ta sử dụng hai cổng ở chức năng pin sạc dự phòng thì nó sẽ cho là 18 18 bạn nha, 18 18 chia đều 18 18. Thì 18 18 mình sẽ sạc được cho iPhone, sạc nhanh cho iPhone. Nãy 15W mình vẫn ở chức năng cũ sạc mình vẫn sạc nhanh được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ sạc cho nhanh cho iPhone. Nếu chúng ta sạc nhanh cho iPhone á thì nó sẽ còn lại là 18W cho MacBook thôi ha. Cái này nó không đổi được nên mình đổi đây cho nó đổi động cho dễ. À, đi qua cho mình cả bàn cho hai tay, cái này nó bị hư cái đồ nhấn nên mình nhấn quay đầu cũng được. Nút nhấn ở chỗ này nó bị sức cho luôn rồi. Mình nhấn quay đầu cũng được cho nên mình phải đổi cái máy đo. Nút nhấn nha bạn, nhấn thì nó sẽ xoay màn hình lại nhưng mà cái kia hư rồi cho nên mình sẽ đổi qua đây để mình xoay cho bạn dễ thấy. Ok, đó. Bây giờ chúng ta sẽ sạc cho XS Smart. Thì nếu 18 18 quá ok ha, nó sẽ vừa sạc cho iPhone, vừa sạc cho một cái pin sạc dự phòng khác. Hoặc là sạc cái iPhone một cái Samsung, hoặc là sạc hai cái iPhone ha, hoặc là một cái iPhone một cái iPad. Đó, nó kêu hai lần các bạn ha. À, kêu hai lần rồi chắc chắn nó sẽ sạc nhanh 18W. Cái dòng thứ hai bên màn hình bên phải á, là số quá các bạn ha. Nè. Đó. Thì để mình coi cái thằng MacBook nó giảm lại còn nhiều ha. MacBook thì nó giảm sẽ xuống lại thôi. MacBook còn 16 thì như mình chưa chia sẻ, nếu chúng ta sạc hai cổng cùng một lúc á thì nó sẽ là 18 18 đúng như là mình đã test ha. Thì chúng ta thấy sẽ không, không nếu chúng ta 18 18 chúng ta thấy sạc hai cái iPhone một một hoặc một cái iPhone một cái iPad. À, hoặc là một cái iPhone và cái Samsung như vậy ha, chúng ta sạc Samsung. Samsung thì nó nhận 15W à. A51 vậy nè. Đó. Sạc nhanh vậy ha, chỉ sạc nhanh nè. Nhắn lại cho bạn xem.
thể hiện đi sạc nhanh là bạn biết rồi ha. Ok, thì đó là chúng ta đã đi qua xong về việc cái test chức năng củ sạc và chức năng pin sạc dự phòng của cái cục BCS này ha, BZ này. Nãy có một bạn hướng dẫn mình đọc tiếng Anh cho chuẩn. Mình nói lại ha, nếu chức năng củ sạc bật ra cho biết, chức năng củ sạc ha, nếu chức năng củ sạc một cổng là 45, nếu hai cổng á là một cổng 30, một cổng 15, bất kỳ cổng nào nó cũng sẽ cho ngược lại, như cổng này 30 thì cổng dưới 15, nếu cổng dưới 30 thì cổng trên 15 đó. Và nãy mình test thì nó có khả năng sạc cho cái MacBook và cái iPhone cùng lúc sạc nhanh luôn ở chế độ củ sạc. Rồi ở chế độ pin sạc mình cất vị để bạn biết chế độ pin sạc á, thì chúng ta sử dụng một cổng bất kỳ thì nó là 30 ha, sử dụng hai cổng cùng một lúc thì 18 18 đó ha. Đó là chức năng củ sạc. Còn để mà sạc ngược lại cho nó đó, để sạc ngược lại cho nó, ngoài ngoài cái việc mà chúng ta cắm điện trực tiếp thì nó sẽ hơi lâu ha. Nếu cắm điện trực tiếp thì chúng ta nên dùng nó để sạc thêm cho hai thiết bị nữa thì nó sẽ lợi ha. Còn nếu chỉ cần sạc cho nó không thì nó hơi lâu. Nếu ở nhà chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ sạc cho nó bằng cái bất cứ củ sạc nào có công nghệ sạc nhanh. Cái input của nó khi mà nó chúng ta input á, bất kỳ cổng nào input ngược cho nó sạc nhanh lại cho nó thì chỉ cần 18W là đủ. Nếu cần 18W input cho nó là đủ á thì chúng ta chỉ cần một cái củ sạc. Đây là mình dùng cái củ adapter power BC113 ha, 18W hai cổng. Thì mình sẽ sạc ngược lại cho nó. Chúng ta thể dễ dàng sạc cho nó bằng cáp A2C hoặc là C2C, tại này nó cái công nghệ của nó là BD 3.0 nên nó hoàn toàn tương thích với jack. Chúng ta thể sạc A2C ha hoặc là C2C. Bây giờ mình sạc C2C cho nó tiện ha, tại cáp C2C nó tặng kèm mình rồi á, các bạn đâu cần mua cáp C2C nữa đâu ha. Thì chúng ta chỉ cần lấy cáp C2C để chúng ta sạc ngược cho nó, nếu chúng ta muốn sạc nhanh ha, sạc nhanh tại nhà. Giờ mình sẽ đem ra bớt gọn. Bây giờ mình cắm cái đây, mình cắm cái đây trước ha, mình cắm vào cái này. Giờ mình mở điện lên, mở điện lên một cái đèn led nó sáng màu xanh các bạn ha. Ok, thì giờ mình sẽ input cho nó bất kỳ cổng nào cũng được bạn ạ, là sẽ ra 18W. Chưa sát cái cũ này nè, cái đồ cắm chỗ này nè nó chưa sát. Một là chưa sát, hai là mình đang chưa sát, chỗ này chưa sát. Sorry các bạn ha. Khi nó sạc nhanh thì sẽ một đèn led màu 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 cam sẽ sáng.